Chào các bạn nhé. Hôm nay mình làm clip chia sẻ thêm với các bạn về cái vấn đề cái máy phát cỏ. Khi mà chúng ta ga thì nó bị hụt ga này ạ. Và cái trường hợp này nó hay xảy ra, cái tình trạng này hay xảy ra đối với một số cái dòng máy mới. Mà với lại một số mà máy cũ mà chúng ta dùng sau một thời gian chúng ta sử dụng ấy thì khi mà chúng ta ga lên là chúng ta cảm thấy nó hụt hụt và nó yếu, tức là nó không được bốc như ban đầu. Thì cái nguyên nhân thì nó cũng có khá là nhiều nguyên nhân, nhưng mà cái cách khắc phục nó cũng đơn giản lắm. Thì mình làm hôm nay mình chia sẻ thêm cho các bạn một cái cách để chúng ta khắc phục tại nhà, để chúng ta không phải mang ra thợ mà chúng ta hoàn toàn có thể tự điều chỉnh được. Thì đa phần là hiện nay thì một số máy nòng lớn mà các bạn mua ở đây thì cái chế của nó là cái chế chỉnh tay chứ không phải chế tự động, bởi vì cái chế tự động thì đa phần những cái máy Nhật bãi ngày trước ấy thì mới có cái chế tự động thôi. Còn như bây giờ thì cái dòng máy mới như thế này thì đa phần là cái chế chỉnh tay. Cái chế chỉnh tay là có nghĩa là cái nó có cái phần để chúng ta tự chỉnh ở đây. Như này chẳng hạn, nó có cái phần tự chỉnh ở đây nha, chúng ta hoàn toàn có thể lấy cái tua vít chúng ta chỉnh được. Thì đối với cái việc đối với những cái dòng máy như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh được. Thì chúng ta ở nhà thì đa phần là các bạn mua qua online và các bạn ở xa, hoặc là một số các bạn dùng ở nhà ấy, thì nó xảy ra trường hợp đấy thì các bạn chỉnh tự chỉnh. Thì chỉnh thì nó cũng dễ thôi. Cái nguyên nhân mà nó bị hụt ga thì thông thường là một số máy ban đầu chúng ta sử dụng khoảng độ vài tiếng ban đầu, sau đó mang đi dùng thì cái mức độ cân bằng và ổn định của cái chế thì nó cũng chưa được ổn định lắm. Thì sau khi chúng ta đánh được khoảng độ 1-2 lần thì nó xảy ra cái tình trạng là hụt ga như vậy. Thì nguyên nhân thì nó cũng có khá là nhiều nguyên nhân, nhưng mà có một cái nguyên nhân là nó hụt ga như thế là do nó không cung cấp đủ xăng. Đó, nó không cấp đủ xăng thì chúng ta hay gọi là xăng chỉnh xăng gió đấy, nhưng bản chất là cái việc đấy là chúng ta chỉnh cái lượng xăng, bởi vì cái chúng ta dùng vài tiếng đồng hồ sau thì ví dụ như cái lọc gió như thế này ha, thì nó có cái bụi bặm nó bám ở đây này, thì cái lượng gió nó hút vào trong cái chế này thì ban đầu nó sẽ khác so với cái lúc nó bị bẩn. Lúc bị bẩn thì dĩ nhiên là cái lượng gió hút vào nó sẽ kém hơn, thì nó sẽ hút được cái lượng xăng lên ít hơn, thì không đủ để cung cấp vào trong buồng đốt. Thì lúc đấy thì chúng ta ga lên thì nó sẽ bị hơi hụt hụt đấy, chúng ta cảm thấy nó yếu máy và nó hơi hụt hụt ga. Thì chỉnh thì cũng rất đơn giản. Các bạn cứ nổ máy lên thì chúng ta ban đầu thì chúng ta lấy một cái tua vít hai cạnh, thì thông thường là kèm theo cái công cụ, cái bộ hộp công cụ thì nó có một cái tua vít hai cạnh như thế này. Ví dụ một cái máy như thế này, hôm nay thì có một hai trường hợp thì các bạn cũng gặp cái trường hợp là nó bị hụt ga. Thì các bạn chỉnh chỉnh dễ thôi, chúng ta nổ máy lên nhé. Thì thông thường là nó xảy ra cái trường hợp đấy thì máy nó vẫn nổ được bình thường. Thì các bạn nổ máy lên này, các bạn nổ máy lên, sau đó các bạn lấy cái tua vít hai cạnh, chúng ta chỉnh cái con ốc ở dưới cái chỗ cái chế này. Đấy, nó có con ốc, có cái tua vít hai cạnh, hầu như là cái chế chỉnh tay nào cũng có. Ví dụ như cái chế này hoặc là cái chế dòng này cũng có một cái con ốc hai cạnh ở đây. Và kể cả những cái dòng máy đơn giản hơn một chút nữa là như thế này, thì có cái chế phổ thông hẳn như thế này thì chỉnh cũng rất là dễ. Thì chúng ta xem có con ốc nó ở bên dưới. Thì ở cái phần chế thì nó có hai con ốc thôi. Nó có ba chỗ để chỉnh, nhưng mà các bạn thì thông thường các bạn sẽ chỉnh hai chỗ thôi để cho việc nó đơn giản. Vì chúng ta chỉnh ở nhà thì chúng ta tự chỉnh chứ không phải thợ thì chúng ta tự chỉnh được. Thì nó có hai con, thì cái con ở trên này là chỉnh găng ti. Đấy, con ở trên này có nghĩa là nếu mà mình vặn vào thì máy nó nổ to lên một chút, nên nó nổ găng ti to lên một chút. Còn cái con ở dưới này mà nhiều người cứ gọi là bộ chỉnh gió này không? Nhưng mà thực ra nó là chỉnh cái lượng xăng lên ít đi nhiều, vì bản chất thì nó là cái kim ở trong, nó đóng mở cái lỗ để thông xăng từ ở bên dưới này lên trên này để cung cấp vào trong buồng đốt. Thì nếu mà chúng ta nó bị hụt đấy thì các bạn lấy một cái tua vít hai cạnh này, các bạn chỉnh cái con ốc có lò xo này này. Đấy, các bạn chỉnh con này. Để bố làm nhé. Thì chúng ta vừa ga vừa chỉnh nhé. Chúng ta vặn nhẹ nhàng này thôi. Đấy, chúng ta vặn nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng một ít một. Thông thường thì chúng ta sẽ vặn vào khoảng độ 1/4 vòng hoặc là vặn ra 1/4 vòng, chúng ta kiểm tra cái máy nó nổ như thế nào. Đó. Thì chúng ta chỉnh như thế, nên nguyên nhân nữa ở đấy thì nó chỉnh như thế là máy nó sẽ nổ to lên. Thì các bạn ga hết cỡ, sau đó chúng ta chỉnh làm sao mà nó nổ to nhất. Thì chúng ta chỉnh cái con ốc này này. Đấy, con này này. Để làm sao mà nó nổ to nhất ấy. Nó có nghĩa là nó nổ gắt máy lên là nổ to nhất, thì là cái lúc đấy là nó không có tải không ạ? Thì các bạn nới ra khoảng độ một phần tư vòng hoặc một nửa vòng gì đấy để cái tiếng nổ nó dịu lại. Thì nới ra này có nghĩa là cái xăng là nó lên nó sẽ nhiều hơn, thì xăng nó lên nó nhiều hơn thì nó nổ dịu lại một chút. Thì mục đích là làm gì?
là cái lúc mà nó nổ gắt thì là chúng ta đang chạy không, là nó không tải. Nó không tải mà. Thì chúng ta nới ra để nó nổ dịu lại một chút. Đó, để nó nổ nhẹ dịu lại một chút đấy, thì khi mà chúng ta đánh vào cỏ thì nó vào tải, thì nó vào tải đến lúc đấy là nó mới đủ xăng. Đó, thì lúc đấy nó đủ xăng cho cái quá trình vận hành của máy. Thì như thế thì nó mới đáp ứng được cái nhu cầu, chứ còn nếu mà chúng ta chỉnh nó gắt, nó nổ gắt quá thì nó thành ra thiếu xăng. Nó đấy, cách chỉnh nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì cho nên là không cứ là máy mới và một số dòng máy cũ mà chúng ta ga nó hơi hụt hụt đấy. Thì ví dụ nếu mà nó không phải bị tắc cái ống xả thì ga nó hơi hụt như thế, chúng ta chỉnh như thế, mà sau này nếu mà chỉnh không được nữa thì là chúng ta mang đi bảo dưỡng vệ sinh lại tổng thể. Vì có một số cái máy thì nó cũng lâu dùng lâu quá rồi thì nó cũng tắc cái cổ xả ở đây. Thì một hôm nào khác thì mình làm clip khác thì mình sẽ nói thêm về cái vấn đề đấy. Còn chia sẻ như thế này một cách đơn giản như thế để cho các bạn ở nhà các bạn có thể tự chỉnh, không phải mang đi thợ. Và một số máy mới về thì chúng ta chạy được một thời gian ngắn là nó hay bị như thế, thì chúng ta hoàn toàn có thể tự chỉnh được. Thì nó chỉ ở hai con ốc này thôi, à, chỉ ở con ốc hai cạnh này thôi. À, chúng ta chỉnh nhẹ nhàng, cứ một ít một thì làm sao mà nó nổ to nhất. Hiểu đơn giản là nó nổ to nhất, sau đó chúng ta lại nới ra một chút để cho nó nổ dịu lại thì vào tải là nó đủ xăng. Đó. Ok, chào các bạn nhé.